Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin hữu ích thì cho Cali Sài Gòn và Thương Nhớ Sài Gòn một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho mình. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Và kính thưa quý vị, mình có đứa em trai ở bên Florida tên là Tiến, cũng bắt đầu làm YouTube này, nhưng mà còn ái ngại, còn chưa có quen. Thành thử ra xin quý vị đăng ký giùm nghe, mình sẽ để cái link ở dưới là Tiến Florida. Các bạn nhấn vào đó rồi đăng ký giùm cho đứa em trai, em ruột của mình ở bên tiểu bang Florida. Bây giờ thì mình đang để những hình video clip của bên mình qua trước để cho em ấy coi rồi làm như thế nào, đại khái là làm giống như mình đây, rồi sau đó em ấy sẽ tự quay rồi làm những clip video của em ấy. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, tối hôm qua đến giờ thì ở Việt Nam thì trên cộng đồng mạng xã hội thì nhiều người đưa tin về bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, phải quý vị ha. Vâng, thì cái tin tức này đó là cái tin nóng hổi nhất. Chúng ta thấy hàng ngàn người dân đứng xung quanh cái ngôi nhà của bà Nguyễn Phương Hằng, và công an thì rất là đông. Họ vào trong nhà rồi họ khiêng ra những cái giấy tờ hay những cái hộc nhà tủ hay cái gì, đại khái là những cái gì có liên quan đến vấn đề mà có vi phạm pháp luật hay không thì mình phải chờ tới cơ quan điều tra họ xác nhận. Còn bây giờ thì bà Quý Phan chỉ là bắt tạm giam thôi. Mình nói thì phải có xác mách, có chứng, đây báo công an của thành phố Hồ Chí Minh. Họ đưa tin về bắt tạm giam, không phải vì tờ báo mà pháp luật này, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Việt Nam Express họ đưa tin hàng loạt như vậy, thì tin này là chắc chắn là có sự thật rồi các bạn ha. Trên đây chúng tôi Cali Sài Gòn thì chỉ cập nhật tin tức và trao đổi với quý vị cũng như là chia sẻ thì không bao giờ thừa. Còn vấn đề bình luận thì chúng ta hãy gán hay giữ hòa kiểu nha, bình luận nhẹ nhàng, chứ đừng có vu khống, chụp mũ hay chửi bới này kia nọ. Cái đó thì mình không có chịu trách nhiệm, và mình thấy cái mấy cái đó thì mình sẽ xóa những cái mà chửi bới sùm trên kênh của mình liền. Vâng, cái đây là mình chỉ cập nhật tin tức chứ mình không phải là một người reporter. Mình hay nói mình không phải là một người báo chí, một nhà báo chí, một người reporter của đài truyền thông nào hết. Mình chỉ là một YouTuber độc lập vậy thôi, rồi mình đọc tin tức rồi chia sẻ đến quý vị. Có một số quý vị thì không có đọc được tin tức, mắt mờ kém, rồi quý vị chỉ thích nghe những YouTuber truyền tải lại và thôi. Vâng, đó là nhiệm vụ của Cali Sài Gòn, và cũng một lần nữa rất cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho kênh Cali Sài Gòn từ bao lâu nay. Kính thưa quý vị, công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc điều tra và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, quá trình điều tra Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất trật tự an ninh tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Và đây là hình ảnh mà bà Nguyễn Phương Hằng không son phấn bị bắt ngồi trước bàn làm việc với lại công an quý vị. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hôm nay 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định về việc khởi tố án hình sự. Wow, cái này nó hơi nặng ha quý vị ha. Mình tưởng là dân sự chứ bây giờ lên tới hình sự rồi. Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Quy định tại điều 331 Bộ hình sự. Đồng thời ra quyết định về việc khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam số 300/4 và lệnh khám xét số 307 LKX đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi như trên. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, thường trú tại 17 và 19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận Nhất, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước,
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm. Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất trật tự an ninh tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, vụ việc tiếp tục được công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ để xử lý. Còn báo Tuổi Trẻ thì họ đưa tin như thế này. Khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng vào cùng ngày 24 tháng 3. Như vậy là tất cả các tờ báo họ đưa tin đồng loạt với nhau đó quý vị. Như vậy thì tin tức này là 100% là sự thật này. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, về hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc của công ty cổ phần Đại Nam, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Vào cái này là chắc chuyện lớn rồi quý vị. Nếu mà vào lợi ích quyền tự do xâm phạm của cá nhân tổ chức nào thì nó nhẹ nhẹ, nhưng mà ở đây những tờ báo đồng loạt đưa tin là về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Cái chữ này, cái đó rồi nó hơi nặng đấy nghe quý vị nha. Vào 19:55 ngày 24 tháng 3, cổng thông tin của công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không được kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn với mình và gây mất trật tự an ninh tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Và đây là hình ảnh của bà đang làm việc tại với lại công an này các bạn. Có công an nữ đứng sau lưng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16 tháng 2 năm 2022 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022. Từ khoảng tháng 3 năm 2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream gọi tên nhiều người nổi tiếng. Trước tiên thì công an thành phố họ đã tạm hoãn không cho bà Nguyễn Phương Hằng đi xuất cảnh và cho tới ngày 29 tháng 4. Như vậy là trong thời gian này họ tạm hoãn, nếu mà không muốn nói là họ cấm xuất cảnh. Rồi trong thời gian họ thu thập chứng cứ nữa và họ ra tay. Giữa tháng họ không cho đi từ tháng 2 cho tới tháng 4, nhưng mà trong tháng 3 thì họ cuối tháng 3 họ đã ra tay rồi. Họ bắt nguội các bạn. Trong đó, nhiều buổi livestream của bà Hằng đã tố nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa ăn chặn tiền từ thiện quyên góp của đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2000. Vâng, đây là ánh mắt của bà Nguyễn Phương Hằng, hình như vẫn còn đang ngơ ngác là giống như là, ủa tôi bị tội gì vậy?
hay là lúc mà đang lắng nghe công an thành phố Hồ Chí Minh đọc bản án đó thì bà ta có vẻ hơi sững sờ một chút. Sau đó cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và kết luận các nghệ sĩ này không có hành vi gian dối, không có chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp ủng hộ để bảo trợ cho đồng bào miền Trung, nên không có khởi tố vụ án hình sự cho bất cứ nghệ sĩ nào. Bên cạnh đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu là tội phạm. Bà Hằng cũng bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Vy Oanh, ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Hằng Ni, nhà báo Đức Hiển và Đinh Thị Lan tố cáo về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những gì mà liên quan đến tin tức của bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3, là ngày hôm qua của Việt Nam, và bây giờ thì ở Cali chỉ mới là ngày 24 buổi trưa thôi. Vụ việc này cũng phải chờ tới vài ba ngày nữa và xem chính phủ họ xử lý như thế nào, có khởi kiện hay là như thế nào đó thì chúng ta phải chờ đợi các bạn ha. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn lại quý vị một video clip lần sau.